À, xin chào buổi sáng mọi người á. Hôm nay là 4 tháng 5, 4 năm à. Tới nay mà cũng vẫn chưa có mưa được nữa nè. Hôm nay tiến hành thay phân cho mấy cây đại lộc á. Đây, hôm nay tính làm nè, lâu lắm rồi. Này sau Tết mất đêm muốn 3 tháng này ha. 3 tháng đợi mưa xuống hoài mà không có mưa thôi làm luôn cho rồi. Đây, mấy đó là hàng hồi Tết chưng á, hồi Tết chưng hồi Tết á, giờ thay phân lại hết. Đợi cho lá nó già, em ta bấm bấm thâu cành lại, thay phân, cắt bỏ mấy cái rễ già. Chất trồng thì thay bằng xơ dừa, vỏ trấu với lại cát ha, hai xơ dừa một vỏ trấu với lại một cát. Thay xong che mát tưới dưỡng rễ thôi ha. Làm hồi nào bây giờ? Tại sao phải thay phân chi mất công á? Tại vì cái phần chất trồng này lâu ngày nó bị mục rồi. Một mà cái rễ nó nói chung là nó làm như là nó không còn đâm mới được nữa ha, cái rễ nó bị già, bị cỗi rồi. Đây là mai đại lộc nè. Đây là cái lô này là 500 cây, 500 cây mà gốc cỡ cỡ cán dao nè ha, cỡ ngón chân cái rồi trở lên nè. Đây cái lô này hồi đó ghép bị nước mưa và đó giờ bữa nay nó mới bắt rễ nó mạnh lại nè. Đây, bữa hổm cũng mới thay phân lại cho nó ha, mới thay phân lại cho nó. Đại lộc nở nè, đại lộc mà chuẩn hoa là nở là theo lời của rất nhiều nhiều anh nhiều chú á, chứ không phải là một mình nói đâu. Đại lộc nở là không có đối thủ á, rất là đẹp. Dù có mai cúc mà giống này giống kia mà nó không có đẹp bằng đại lộc, mà là không có to bằng ha. Tại vì người miền theo người miền Nam chơi ấy, người ta thích hoa to lắm, hoa to màu đậm. Còn những giống cúc này, sau này á, thì hoa không có to, chứ là không có sai bằng nó ha. Với lại đặc điểm mà nó nở ra là cái hoa rất là sáng á, nó có cái nhị nè. Nở ra thì ngày thứ hai thì cái nhị này nó rụng đi, cái hoa nó sáng trưng à, chứ nó không có bị cái hiện tượng mà bị teo teo tớp tớp ở phía bên trong giống như những dàn hàng cúc ha, như cúc hương nữa, nó bị thâm thâm nhìn không bắt mắt lắm. Mặc dù có bị chê là bị lai này kia nhưng mà tỷ lệ nó cũng ít rồi ha. Cây nào nó thuần thì nó thuần, cây nào nó lai thì nó lai à. Hay vẫn giống này hiện tại vẫn được ưa chuộng ha. Rất là nhiều cánh mà bông bự bự không à. Đây là cái bông nhỏ của nó, bít bàn tay luôn à. Cái này có thể đạt tới 6 phân à. Nhiều cánh, nhìn dễ thương lắm. Nhìn cái hoa nó dày. Nó dày mà nó bự nhìn đã mát mắt ha. Tại sao phải thay chất trồng chi mất công á? Chất trồng thì nói chung là cây trồng ở trong chậu là cũng khoảng chừng 3 năm á, 2 3 năm là cũng phải thay. Còn tùy chúng ta trộn chất trồng á, nếu mà chúng ta có trộn cát nhiều á thì chúng ta thay chất trồng nó lâu hơn. Còn mà trộn sơ dừa với vỏ trấu không á thì mỗi năm mỗi thay à, là do cái phần đất là nó mục, với lại khi mà chúng ta không thay đấy là cái phần rễ này nó bị tuyến trùng dữ lắm. Tuyến trùng mà tuyến trùng thì cây nào bị tuyến trùng là coi như cây đó nó dùng chúng ta có tứ phân gì vô nó cũng không có tốt lành gì trơn ha. Cách đây cũng hơi lâu mình có tải một cái đoạn video mà của công ty Bayer anh á, của Đức ha, nó đang nó làm cái video về mà tuyến trùng á, mà mọi người xem tuyến trùng như thế nào đây. Tuyến trùng là mấy con dung kim nè, nó chui vào trong rễ nè, nó làm á, thì trong đất này lúc nào cũng có tuyến trùng mà, lúc nào cũng có con dung mà, lúc nào cũng có rồi, không thể nào mà không có được. Giờ chúng ta hiểu hiểu nó là như thế nào mà chúng ta làm cách chúng ta phòng ngừa thôi, chứ lúc nào nó cũng có rồi. Mọi người xem cái video à. Nematodes are responsible for heavy yield and crop losses in fruits and vegetables all over the globe. Tiny eelworms, like the root knot nematode, live in the soil and the larvae attack plant roots. Nematodes penetrate the root, start to reproduce, and cause root galling. They suck water and nutrients from the root system. Infested plants suffer and show poor growth.
Fluopiram from Bayer stops the attack. The active substance is applied to the soil via a drip irrigation system, allowing it to precisely target the root system. Treated nematodes rapidly become paralyzed and remain needle-shaped until they die off. After the fluopiram has been applied, Bayer's biological nematicide, BioAct, destroys the remaining nematode eggs. Like fluopiram, BioAct can be directly applied via a drip irrigation system. The fungus starts to parasitize the nematode eggs and prevents the larvae from hatching and infecting new roots. The healthy root system enables good plant growth and high yield production. Làm ta hiểu tiến trình như thế nào rồi ha. Đây, để mình nhổ thử mấy cái cọng cỏ ở vườn đây nè. Cọng cỏ nè. Thì rễ cây với rễ cỏ rễ nào cũng vậy thôi ha. Đấy, như cây này có chút xíu mà rễ khi khiếp hồn chưa, hỏi sao nó không tốt à. Đây, cỏ nè. Đây. Thì trên cái cây cỏ này cái có mấy cọng rễ, cọng rễ gọi là rễ rễ bông á, gọi là mấy cái lông á, mấy cái lông nó là mấy cái lông hút, người ta kêu mà mấy cái lông hút ha. Thì đây nè, mấy cái nhỏ nhỏ đây nè, thấy chưa? À, trên cái cọng rễ chính nó có mấy cái lông nhỏ nhỏ nè. Đây, cây mới hút dinh dưỡng là qua mấy cái lông nhỏ nhỏ đó đó. Đó, mà giờ cây nó bị tuyến trùng á, như là bị tuyến trùng thì con dung kim nó chui vô cái đầu rễ trên đây nè ha. Anh cái nó làm ổ trong đây, nó đẻ là bút một cục trong đây. Cái dinh dưỡng dưới đây nó hút nè, nó dinh dưỡng mấy cọng lông tơ vậy nó hút là không có chuyển lên được. Đó, thì thì dinh dưỡng ở trong đất lông tơ hút mà không có chuyển lên được thì cây không hấp thu được ha. Mấy cọng lông tơ nhỏ là nó hút vô dưỡng chất, khoáng chất, hút nước rồi qua mấy cọng lông nhỏ này nè. Đó, thì mai cũng y chang vậy thôi ha. Mai nó cũng có rễ bông, rễ bông là mấy cái rễ nhỏ xíu xíu á. Đó, nó hút lên. Ha, có mấy cây cỏ nó cũng có mấy cây cỏ nó cũng bị tuyến trùng nè. Để mình kiếm mấy cây cỏ trong vườn mình nhổ lên coi. Nó bị nốt sần sần á. Nè, cây này nó bị tuyến trùng nè ha. Đó, nó cục đâu mà giống như trứng vậy ha. Đó, thì làm sao mà nó truyền lên được ha. Đó, nó cục thì rễ bông không có ra được luôn nè. Đó, vậy là phải thay phân á. Tại sao mà cây ở trong chậu trồng ta phải thay phân? Không thay phân là cây nó cứ suy dần, nó chết dần, nó đủ một cục luôn nè. Đó, vậy mấy con dung kim chui để làm ổ trong đây ha. Đây là cái cây cỏ mọc dưới đất này ha. Đây, cũng bị tuyến trùng nữa nè. Đây, nó cục nữa ha. Nè, mới nhổ dưới đất lên nè. Đây là cỏ dại ha. À, cái này nó bị chết luôn. Nó si cà que nó luôn nè. Đây. Cỏ nó bị tuyến trùng cũng không có tốt được ha. Đây là cái cây chó đẻ nè ha. Chó đẻ nè. Cây này làm thuốc nam. Cây này nó cũng bị tuyến trùng nữa nè. Cái rễ nè. Thấy chưa. Tới với cây trồng đất cũng vẫn bị bình thường á. Giống như cây mai nè trồng đất nè. Nó cũng bị tuyến trùng bình thường thôi. Nhưng mà cái sức nó mạnh thì nó này nó đâm cái rễ mới nó đâm ra nó mạnh hơn. À, trồng đất nè, đây trồng đất mà cái vùng đất mà chúng ta nếu mà không có đắp mô á, để tàn lẹ xuống nó ẩm thấp quá thì nó bị làn nước thì nó cũng bị bình thường à. À, bây giờ cách trị như thế nào á, đây người ta cũng nghiên cứu ra rồi. À, trị bằng cách là dùng cái nấm Trichoderma ha. Dùng cái nấm Trichoderma là vi sinh vật mà mình làm tạo ra vi sinh vật mà đối kháng thì mình nó diệt ở trong đất thì nó luôn luôn có rồi, diệt là chăm sóc cho cái rễ cây nó khỏe nó mạnh á, như là chất trồng nó thông thoáng nó tơi xốp thì sẽ ngừa được cái bệnh đó. Mấy cây nào mình thay phân á,
Khi thay phân mình sẽ rắc một miếng tuyến trùng vô. Tuyến trùng và cái siêu lân này ha, lân cho rễ bông nó ra mạnh hơn. Đây, rắc ngay trong chậu này nè. Nó ngừa tuyến trùng mà giúp rễ đâm mạnh hơn. Chất trồng thì sơ dừa, vỏ trấu với lại cát. Tại sao phải thay phân á? Thay phân cho giúp rễ nó ra mạnh hơn. Còn khi mà chúng ta trộn chất trồng nữa, hoặc là trồng cây mà rễ nó ra mạnh thì không cần thay làm gì ha. Đây, thì phần phân này nó mục rồi, mục rồi. Còn rễ này nó bị tuyến trùng, nó già, thay cho rễ mới nó đâm ra ha, thì cây nó mới tốt được. Chứ mà trồng mà để phần chất trồng cũ hoài ha, tứ phân hoài thì nói chung rễ nó hư thì nó chả có hút được cái gì hết trơn ha. Mà dù mấy cái lông hút của nó hút được ha, nhưng mà đang hút lên giống như cái đường ống dẫn nước á, ốp giữa là nó bị tắc, nó bị tuyến trùng làm ổ trong đó, nó bị tắc thì không có dẫn nhựa lên được thì nó cũng hư à. Chúc mọi người chăm cây thật tốt á. Rồi chúng ta xem lại vài hình ảnh những cây mai đẹp á, coi như là đó là demo để bắt chước theo. Rồi xin chào. Này, cây này một năm thì mình chúng ta xài hai lần á, xài cái tuyến trùng nè. Tuyến trùng thì chúng ta đi ra tiệm á, mà ra đây ta sẽ xài nấm Trico Đạt Ma á. Trico Đạt Ma thì mình xài cái thuốc nè map mà, đây người ta bán cái gói 1 ký á, vậy mình chia ra vô mấy củ nhỏ nhỏ này nè.